Bạn có thể giữ được phước đức nhân duyên này hay không? Bạn có thể dựa vào nhân duyên này để thành tựu ở ngay trong đời này hay không? Hoàn toàn dựa vào chính mình. Phải tu như thế nào? Tôi nhắc nhở đồng tu không chỉ ngàn lần, nhất định phải cắm gốc. Hay nói cách khác, tuyệt đối đừng xem thường đệ tử quy. Không có đệ tử quy thì không có thập thiện nghiệp. Có thể nói, việc thực hiện thập thiện nghiệp ở trong đời sống chính là đệ tử quy. Bạn không có đệ tử quy thì thập thiện nghiệp ở đâu ra? Không có thập thiện nghiệp thì những gì bạn tu, bất luận xuất gia hay tại gia, những gì bạn tu là phước báo. Những gì bạn tu không phải công đức, mà là phước đức. Phước đức thì không thể liễu sanh tử, không thể thoát khỏi luân hồi. Thì dừng có phước, bất luận bạn ở cõi nào, bạn có phước báo. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên phước đức dễ tu, chứ công đức không dễ dàng tu. Nhà Phật có câu ngạn ngữ nói lửa thiêu rừng công đức. Lại nói cho bạn biết, một niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Sở dĩ nhà Phật chúng ta không tu được công đức là vì vừa nổi giận thì những công đức bạn tu được liền bị thiêu đốt sạch sẽ rồi. Bạn muốn nói bạn đã tích lũy được bao nhiêu công đức, bạn hãy nghĩ xem, từ khi nào bạn không nổi giận đến hiện tại, những công đức bạn tu được trong khoảng thời gian này vẫn còn. Bạn nổi giận thì khoảng này xong rồi, không còn nữa. Nếu khi bạn chung mà nổi giận một trận thì toàn bộ công đức cả đời đều mất hết. Bạn không có chút công đức nào. Phải hiểu cái đạo lý này. Phật nói lời này là lời thật, không phải là giả. Tham sân si gọi là tam độc. Chúng ta hiện nay gọi là virus. Ba loại virus này nghiêm trọng nhất. Bạn xem tâm tham của bạn nặng thì đọa vào cõi ngạ quỷ. Tâm sân hận nặng, thích nổi giận thì đọa vào địa ngục. Ngu si chính là không thể phân biệt được tà chánh, đúng sai, chân vọng, tốt xấu, đọa vào cõi súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Giới định huệ là để đối trị ba đường ác. Giới đối trị tham, định đối trị sân khỏe, huệ đối trị ngu si. Phật dạy chúng ta xuyên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si thì bạn không đọa đường ác. Phước bạn tu được sẽ hưởng ở hai cõi trời và người, tốt. Phước báo trời người. Thế nhưng phước báo trời người, cõi trời là thượng phẩm thập thiện, cõi người là trung phẩm thập thiện. Vậy thì chúng ta khởi tâm động niệm có tương ứng với thập thiện không? Chân thật tương ưng, chân thật tương ưng là ở trong hành trì, chứ không phải ở trên miệng. Nói được hay không có tác dụng gì. Không thể tự độ, phải làm được, thực sự làm đến được. Từ trong nội tâm sinh ra khiêm tốn. Phải tu khiêm tốn như thế nào? Bạn hãy nghĩ, những đồng tham đạo hữu khi xưa cùng tu với chúng ta, họ đều thành Phật, đều thành Bồ Tát cả rồi. Ngày nay ta vẫn trôi lăn trong đường ác, vẫn đang tạo nghiệp. Có đáng hổ thẹn hay không chứ? Tâm hổ thẹn sanh ra thì mới có thể làm được khiêm tốn, mới có thể làm được tôn trọng người khác. Tổ sư Đại Đức đã vì chúng ta mà làm tấm gương, ngay cả ruồi mũi kiến gián cũng tôn trọng. Vì sao vậy? Nói không chừng đời sau chúng sanh đến cõi người, chúng sẽ thành Phật, còn mình vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Đây là việc rất có thể, không phải là không thể. Họ ở trong đường ác, chịu hết tội báo,
Bội tiêu hết rồi thì sẽ quay lại nhân gian. Ở nhân gian lại gặp được Phật Pháp. Nếu nền tảng Phật Pháp trong đời quá khứ của họ rất sâu, gặp được duyên thì họ sẽ tiếp nhận. Làm sao bạn có thể xem thường họ được chứ? Một con muỗi, một con ruồi, một con chuột, một con gián, nó không chừng sẽ thành Phật trước ta. Nếu như ngay cả những động vật nhỏ này mà bạn còn không dám xem thường, bạn gặp chúng đều chắp tay cung kính, gọi chúng là Bồ Tát, thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì đối với người. Mới thật sự làm được chân thành cung kính đối với người. Tôi thường hay khuyên đồng tu tiếp nhận sự phê bình của người khác. Người ta hủy báng sỉ nhục thì nên tiếp nhận và nghiêm túc phản tỉnh xem có hay không. Có thì phải sửa, không thì khích lệ thêm, chứ định không được phê bình người. Người phê bình người khác đều là đại thiện tri thức, thật sự là cứu độ chúng sanh. Chúng ta vẫn chưa có trình độ như vậy. Đại thiện tri thức thật sự khi phê bình người thì họ biết thời tiết nhân duyên. Phiền não tập khí của bạn rất nặng mà không thể tiếp nhận thì họ không phê bình. Tôi theo lão sư Lý 10 năm. Điểm này thì tôi thấy vô cùng rõ ràng. Học trò theo ngài học tập, 27 học trò theo ngài học kinh. Trong đó có 3-4 người lão sư từ trước tới giờ không phê bình họ. Đối với học trò thông thường thì thầy phê bình, đối với mấy vị học trò này thì thầy không phê bình. Thời gian lâu rồi chúng tôi cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù không nói ra, nhưng lão sư nhìn ra được. Khi không có người, thầy đã nói với tôi. Thầy nói vì sao thầy không nói với mấy vị này? Bởi vì họ sẽ không tiếp nhận. Bạn vừa nói thì mặt họ đã đỏ ửng lên rồi. Họ không thể tiếp nhận như vậy. Mà bạn thường hay nói họ thì sẽ kết oán thù với họ. Họ sẽ âm hận, nhớ hận tâm tâm. Sau này sẽ trở thành oan oan tương báo. Đó là sai lầm lớn. Người có thể tiếp nhận thì phải phê bình họ, phải nói họ. Họ có thể sửa lỗi, họ sẽ cảm ơn. Người không thể tiếp nhận thì tuyệt đối không được phê bình. Tuy nhiên phải biết, đại chúng trong xã hội này, người thật sự muốn tiếp nhận thì quá ít quá ít. Trong 100 người khó tìm được một người. Ở trong tình hình như vậy mà chúng ta lại không phải là đại thiện tri thức thật sự thì đâu có tư cách phê bình người khác. Cho nên phạm việc gì hãy khéo tùy duyên, khéo dè chừng, khéo cẩn thận, thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là người thật sự thông minh, thật là người thượng thượng căn. Giống như đại sư Liên Trì đã nói, đại sư Ngọc Ích đã nói là đại sư Ngọc Ích, không phải là đại sư Liên Trì. Giảng sanh hạ hạ phẩm đến đồng cư độ thì tôi rất mãn nguyện rồi. Vậy là đúng. Phẩm vị bên trên không dễ dàng mà tu, còn hạ phẩm hạ sanh đồng cư độ thì không khó. Người tạo tác tội nghiệp cực trọng có thể sám hối thì đều có thể giảng sanh.